gần cuối năm rồi, ở đây có ai khổ sở vì tiền bạc gì không ạ? Chắc hẳn là có quá ta ơi. Nhưng mà không sao, cho dù cuối năm các bạn không có tiền, thì qua năm mới, chắc chắn luôn, các bạn cũng sẽ không có tiền đâu, nói đùa thôi. Đã đến với kênh của tôi thì, mọi vấn đề tiền bạc nên bỏ qua hết, vì chúng ta cũng tìm hiểu về một vựa tiền của thế giới, do một bạn khán thính giả yêu cầu. Giờ thì bắt đầu nào, Elon Musk, có tên thật là Elon Musk, ông sinh ngày 28 tháng 6 năm 1971, là một kỹ sư, nhà tài phiệt, nhà phát minh, doanh nhân công nghệ và nhà từ thiện người Mỹ gốc Nam Phi, với chiều cao 1m88 và cân nặng 80kg, cung hoàng đạo là cung cự giải. Giống tôi, ông nội này có tóc màu nâu nhạt và màu mắt là màu xanh lục, dù nhìn hơi ẻo là vậy thôi, chứ Elon Musk là trai thẳng 100%. Giờ thì cũng điểm qua một chút về tuổi thơ của ông. Elon Musk sinh ra tại Nam Phi, mẹ ông là bà May Musk, là một người mẫu và chuyên gia dinh dưỡng, sinh ra tại Canada, lớn lên tại Nam Phi, và cha là ông Aaron Musk, một kỹ sư cơ điện, phi công và thủy thủ người Nam Phi. Elon có một em trai là Kimban, sinh năm 1972, và một em gái là Tosker, sinh năm 1974. Tính ra ông giỏi cũng đúng, vì ông ngoại là tiến sĩ Joshua Hanman, có quốc tịch Canada, nhưng sinh ra tại Mỹ, sau khi cha mẹ ly hôn. Vào năm 1980, Elon chọn sống với cha ở ngoại ô thành phố, một lựa chọn mà Elon đưa ra 2 năm sau, khi bố mẹ ly thân, nhưng sau đó, ông cảm thấy hối hận, Elon bị cha ghẻ lại, ông đã gọi cha mình là một con người khủng khiếp. Từ nhỏ, Elon đã là một độc giả cuồng nhiệt, vào năm 10 tuổi, ông đã có hứng thú với máy tính, Elon đã học lập trình máy tính, bằng cách sử dụng một hướng dẫn và đến năm 12 tuổi, khứ này đã bán mã nguồn của một video game, cho tạp chí PC & Office Technology với giá khoảng $500, mới nhỏ mà thấy điếm thúi ghê chưa. Thời đi học, ông chịu sự bắt nạt nghiêm trọng, và đã từng phải nhập viện, sau khi bị một nhóm bạn học ném xuống cầu thang. Mặc dù người cha nhất quyết muốn Elon vào học đại học tại Nam Phi, nhưng Elon đã quyết tâm chuyển đến Hoa Kỳ. Ông đã kể lại rằng, tôi nhớ mình đã suy nghĩ, và thấy rằng, nước Mỹ là nơi, có thể có những điều tuyệt vời hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và đó là hành trình mới của vị tỷ phú này. Nhưng đời đéo như là mơ, không phải cái gì muốn là được. Ông làm đéo gì có giấy tờ gì mà bay thẳng sang Hoa Kỳ mà học. Lúc đó ông chỉ là thằng nhóc lóc chóc ba sợi tóc thôi. Trong thời gian đợi giấy tờ từ phía Canada, Elon bấm bụng, theo học đại học ở Nam Phi khoảng 5 tháng, khi chuyển đến sống tại Canada, Musk ghi danh vào Đại học Queen, để tránh phải gia nhập nghĩa vụ quân sự bắt buộc của quân đội Nam Phi, ông từ bỏ Đại học Queen năm 2000, để theo học ngành kinh tế và vật lý, thuộc Đại học Pennsylvania, tốt nghiệp năm 1997, với bằng cử nhân kinh tế tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, và bằng cử nhân khoa học vật lý của Đại học Pennsylvania. Năm 1995, Musk được nhận vào chương trình tiến sĩ về vật lý năng lượng, khoa học vật liệu tại Đại học Stanford ở California, háo hức theo đuổi các cơ hội trong thời đại bùng nổ Internet. Tuy nhiên, thay vào đó, ông quyết định ra mắt công ty đầu tiên của mình là Zip2 Corporation. Ông thành lập Zip2 cùng anh trai. Công ty này đã thành công khi cung cấp dịch vụ cho các tờ báo nổi tiếng lúc bấy giờ, và sau đó được mua lại với giá $307 triệu tiền mặt, $34 triệu cổ phiếu. Sau hành công của Zip2, Elon thành lập X.com, một ngân hàng trực tuyến, cho phép thanh toán qua email vào năm 1999. Sau đó, X.com sáp nhập với Confinity vào năm 2000, và cuối năm đó được đổi tên thành Baybon. Đến năm 2002, eBay mua lại Baybon với giá 1.5 tỷ giá trị cổ phiếu, và ông này bán luôn không chờ cái quần què gì nữa, bán xong Baybon. Năm 2002, Elon Musk quyết định thành lập công ty về dịch vụ hàng không vũ trụ và vận chuyển không gian. Số tiền đầu tư của ông đã lên đến hàng triệu USD. SpaceX đặt trọng tâm hướng vào việc phát triển công nghệ tên lửa. Mục tiêu của Elon Musk khi lập ra SpaceX chính là giảm giá thành của việc bay vào quỹ đạo, hiện thực hóa ước mơ bay vào vũ trụ của loài người, với mức chi phí rẻ chỉ bằng 1/10. Dù ý tưởng này không được nhiều chuyên gia tán thành bởi theo họ là bất khả thi, Elon đã chứng minh rằng mình đúng khi tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong việc chế tạo tên lửa tái sử dụng. Ngoài SpaceX, một thành tựu khác của Elon Musk mà chắc không ai không biết đến, đó chính là Tesla, công ty chuyên sản xuất xe điện và pin mặt trời. Tesla được gây vốn vào tháng 7 năm 2003 và được Elon đầu tư thành lập vào năm 2004. Elon Musk cũng khẳng định mục đích lập ra Tesla Inc. nhằm cung cấp ô tô điện với mức giá phải chăng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Vào năm 2015, Elon Musk tiếp tục mở công ty OpenAI, với mục đích nghiên cứu phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự phát triển trí tuệ nhân tạo. Đầu năm 2017, Musk mới bắt đầu tỏ sự quan tâm đến việc mua Twitter. Trước đó, ông đã đặt câu hỏi về cam kết của nền tảng này đối với quyền tự do ngôn luận. Vào tháng 1 năm 2022, Musk bắt đầu mua cổ phiếu Twitter.
Vì mua quá nhiều, nên ông trở thành cổ đông lớn nhất của Quaker, và chuyện gì đến cũng phải đến. Ông đã đưa ra lời đề nghị trị giá 43 tỷ đô la để mua lại Quaker, khởi động một cuộc mua thâu tóm để mua lại 100% cổ phiếu của Quaker. Vào cuối tháng 4 năm 2020, Musk đã kết thúc thành công cuộc đấu thầu của mình với giá khoảng 44 tỷ đô la, chính thức là chủ của mạng xã hội này. Musk từng có kế hoạch cho một dự án mang tên Ốc đảo sao Hỏa vào năm 2001 nhằm mục đích đưa một nhà kính thu nhỏ thử nghiệm lên sao Hỏa, mang nhiều loại rau củ để trồng trên đất sao Hỏa. Nhưng mà, mơ ước cũng chỉ là ước mơ, dự án này đã dừng lại vì sự thiếu thiết thực của nó. Musk cũng từng tham gia ủng hộ Ủy ban Hành động Chính trị Hoa Kỳ, đây là một tổ chức vận động nghị trường cho cải cách chính sách nhập cư do các doanh nhân ở thung lũng Silicon, đại diện bởi Mark Zuckerberg gây dựng. Tuy nhiên tháng 5 năm 2013, Musk công khai rút bỏ sự ủng hộ khi tổ chức này đưa ra quảng cáo cho một dự án vận chuyển dầu thô, đi ngược lại lý tưởng bảo vệ môi trường của ông. Về thành tựu thì ngoài biệt danh người nhiều tiền nhất thế giới, thì ông cũng nhận các giải thưởng như Huy chương vàng của Hội Hoàng gia Hàng không Học Anh 2012, Huy chương vàng Không gian của Liên đoàn Hàng không Quốc tế năm 2010. Ông cũng nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành thiết kế từ Cao đẳng Thiết kế Trung tâm và bằng tiến sĩ danh dự ngành kỹ thuật hàng không từ Đại học Surrey. Vào tháng 12 năm 2016, Musk xếp hạng thứ 21 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới của Forbes. Lưu ý, tôi chỉ nêu ra một số thành tựu tiêu biểu thôi, chứ không liệt kê được hết. Giờ chúng ta cũng bàn về gia đình của vị tỷ phú này. Musk đã gặp người vợ đầu tiên của mình là nhà văn người Canada Justin Wilson, trong khi cả hai đều là sinh viên tại Đại học Queen ở Canada. Họ kết hôn năm 2000 và ly thân năm 2008. Họ có 5 người con trai thông qua thụ tinh trong ống nghiệm, gồm một cặp song sinh vào năm 2004, năm 2008. Elon Musk bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên người Anh Tanun Ariely và kết hôn năm 2010. Tháng 1 năm 2012, Musk tuyên bố rằng ông đã chấm dứt mối quan hệ 4 năm với Ariely thông qua trang chủ Twitter cá nhân. Tháng 7 năm 2013, Elon Musk và Ariely tái hợp. Tháng 12 năm 2014, Musk đệ đơn ly hôn lần thứ 2 với Ariely, tuy nhiên sau đó đã rút đơn, lằng nhằng vãi cả trường. Musk bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên người Mỹ Amber Heard vào năm 2016, rồi cũng chia tay vì cái nết không hợp nhau. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2018, Elon Musk và nữ nghệ sĩ người Canada Ramstead lộ rằng họ đã bắt đầu hẹn hò. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, Rams tuyên bố rằng cô đang mang thai đứa con đầu lòng của họ. Nhưng cái nết của Elon không hề vừa, ông xác nhận rằng mình đã tạm chia tay bạn gái vào tháng 9 năm 2021. Hiện tại thì ông đã ấy chồng ấy chưa, không ma nào thèm. Và video đến đây là kết thúc, nếu thấy hay thì cho mình một like, share và comment để mình có động lực làm ra những video chất lượng hơn. Các bạn muốn tìm hiểu về nhân vật nào thì hãy để lại comment về nhân vật đó nha. Mình sẽ tổng hợp và làm về nhân vật bạn yêu cầu một cách sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.